Kẻ đánh shipper gãy hai tay ở Quảng Ngãi khai gì? Do nghi ngờ shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông Trương Đình Nhạc đã dùng tuyếp sắt đánh gãy hai tay của anh này. Ngày 22 tháng 2, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã lấy lời khai củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạc, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạc khai nhận do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên ông Nhạc lấy tiếp sắt đánh anh Đạt. Sau khi tôi tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu anh Đạt đi lấy xe máy đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết, ông Nhạc nói. Sáng cùng ngày 22 tháng 2, anh Lâm Anh Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạc dùng tiếp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh thì không hề nói gì đến sợi dây chuyền. Ngày 20 tháng 2, công an huyện Tư Nghĩa cũng hỏi tôi về việc này, nhưng tôi khẳng định không hay biết chuyện mất sợi dây chuyền, mà chỉ nói chuyện thu phí ship hàng và ông Nhạc đánh tôi. Vì lúc vợ ông ấy chạy ra dùng ghế đánh tôi, có thể đã tự làm rơi dây chuyền, anh Đạt nói. Anh Đạt khẳng định mình bị hành hung lúc 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2. Anh đến nhà ông Nhạc để giao đơn hàng là hai cây quà đổ quyên với phí 230.000 đồng, 200.000 đồng tiền đơn hàng, 30.000 đồng tiền ship. Sau khi mở kiện hàng ra xem, ông Nhạc đã từ chối nhận hàng. Anh Đạt sau đó gọi điện thoại cho người bán thông báo và đưa điện thoại cho ông Nhạc nói chuyện với người bán. Kết thúc cuộc nói chuyện, người bán yêu cầu anh Đạt thu 30.000 đồng phí giao hàng để chuyển kiện hàng về cho họ. Ông Nhạc không chịu trả 30.000 đồng cho tôi nên hai bên nói qua nói về. Ông Nhạc nói, mày tin tao đánh mày luôn không? Lúc đó tôi đang buộc lại hai cây quà đổ quyên để chở về. Ông Nhạc đã đá vào đầu, dùng tay, bình quà đánh túi bụi vào người tôi, anh Đạt kể. Anh Đạt còn cho biết chị bị đánh vô cớ nên phản ứng và có đánh trả ông Nhạc. Sau đó ông Nhạc hô lớn, người vợ chạy từ trong nhà ra kéo cửa cổng, rồi chồng dùng tuyếp sắt, vợ dùng hai ghế inox đánh anh. Lúc đó tôi chỉ còn biết chống đỡ khi cảm thấy hai tay đau đớn. Tôi cố dùng lên bỏ chạy qua nhà hàng xóm lẩn trốn. Lúc lẩn trốn tôi nghe ông Nhạc cầm dao đi tìm. Sợ nguy hiểm đến tính mạng nên tôi đã đi vòng đến công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc. Tôi đứng ngoài sân giao hàng từ đầu đến cuối có ông Nhạc ở đó thì lấy dây chuyền bằng cách nào và cũng không biết vợ ông có đeo dây chuyền hay không, anh Đạt khẳng định. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, anh Đạt được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Kết quả X quang cho thấy anh Đạt bị gãy cả hai tay, do vết thương nặng nên gia đình chuyển anh đến bệnh viện quân y C17 thành phố Đà Nẵng để mổ và cố định xương bị gãy. Hiện anh Đạt đang được điều trị tại bệnh viện sau ca mổ. Ngày 20 tháng 2, tổ công tác công an huyện Tư Nghĩa đã đến bệnh viện quân y C17 làm việc và cùng với trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh Đạt. Kết quả anh Đạt bị thương tật 24%. Cơ quan điều tra công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Trương Đình Nhạc để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ điều tra, ngoài hành vi đánh gãy hai tay anh Lâm Anh Đạt, ông Nhạc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Ông này có quan hệ xã hội phức tạp, là đối tượng cộm cán tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, một lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết. Thưa quý vị, 30.000 đồng để chi trả cho phí giao hàng tưởng chừng như không phải là câu chuyện quá lớn. Thế nhưng cũng chỉ vì 30.000 đồng ấy lời qua tiếng lại mà một thanh niên giao hàng bị đánh đến mức gãy hai tay, cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Khách hàng trong ngành dịch vụ thì luôn được xem là thượng đế. Thế nhưng để làm hài lòng thượng đế, phần tủi hổ lại thuộc về người giao hàng. Câu chuyện của anh Lâm Anh Đạt, 24 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi, bị hành hung đến mức gãy hai tay, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Một lần nữa cho thấy shipper bây giờ có nhiều rủi ro. Đó là cái mong manh về thu nhập bèo bọt, cuộc sống bấp bênh, thậm chí là mong manh cả về sự toàn vẹn của thân thể. Thưa quý vị, sự việc đã xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2. Lâm Anh Đạt là người shipper ghé qua nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với chi phí 230.000 đồng. Tuy nhiên, khi nhận hàng, ông Nhạt đã không hài lòng và không chịu nhận hàng. Với nhiệm vụ của người shipper, anh Đạt nói nếu không nhận hàng, ông Nhạt sẽ phải trả phí giao hàng để anh hoàn chuyển đơn hàng về cho người bán. Vừa dứt lời, đối tượng Nhạt đã gằn giọng đe dọa, hành động côn đồ hành hung shipper như đấm đá mạnh vào người. Nhạt cùng vợ dùng bình hoa đập vào đầu anh Đạt, dùng tuyếp sắt, ghế inox tấn công vào đầu, đóng cổng để cô lập anh Đạt. Bị đánh liên tục, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa, đẩy cổng chạy sang nhà dân gần đó để trốn và báo công an. Theo một lãnh đạo tại xã nơi ông Nhạt cư trú cho biết, ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội rất phức tạp. Người dân địa phương không bất ngờ về sự việc này vì ông là một người cộm cán ở địa phương. Đến khoảng 14 giờ chiều 17 tháng 2, anh Đạt sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Thấy chấn thương ở tay nặng, người thân đã đưa anh Đạt ra bệnh viện quân y 17 để tiếp tục điều trị. Chiều 20 tháng 2, Đại tá Phan Văn Nhẫn, trưởng công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã ký quyết định bắt giữ khẩn cấp ông Trương Đình Nhạt, ngụ thôn 1 xã Nghĩa Lâm về điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thưa quý vị, Đạt là trụ cột chính trong một gia đình nghèo ở miền quê Quảng Ngãi. Nam shipper 24 tuổi, chưa lập gia đình, từng làm công nhân sản xuất công nghiệp trong 4 năm. Và tháng 11 năm ngoái, anh nghỉ việc vì mức lương thấp cho nên chuyển qua làm shipper. Đạt nói từng gặp nhiều khách không chịu nhận hàng, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà anh bị tấn công. Khi trả lời phỏng vấn của báo chí, trong nỗi đau nén lại thì anh Đạt vẫn chưa thể tin chỉ vì một sự việc nhỏ mà khiến cho tình cảnh ra nông nỗi này. Anh kể rằng ông Nhạt đã cầm bình hoa đánh và anh phản ứng đấm lại một cái. Người vợ dùng hai ghế inox, ông Nhạt lấy một tuyếp sắt dài hơn 1 mét dùng để tấn công vào vùng đầu, vùng lưng tôi trong tiếng chửi bới. Anh kể không thể đánh lại hay là giật cây gậy nên chỉ đưa hai tay lên đỡ để tránh chấn thương vùng đầu. Anh cũng gửi gắm mong muốn pháp luật sẽ trừng trị nghiêm ông Nhạt về hành vi côn đồ. Nếu không phải là tôi, các shipper khác có thể cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Sự việc không có gì đáng kể để ông hành động như thế. Biết đến câu chuyện shipper bị đánh gãy tay, nhiều người làm nghề giao hàng đã chia sẻ. Chúng tôi chỉ là người vận chuyển thu tiền giúp, nhưng cũng có nhiều khi mà khách hàng không hài lòng với sản phẩm thì lại phát cáu với shipper. Ừ thì đôi khi nóng giận thì lời qua tiếng lại, nhưng mà đánh gãy cả hai tay của người khác thì quá độc ác. Theo chị Lâm Thị Thúy Viên, chị gái shipper Đạt bị cặp vợ chồng đánh ở Quảng Ngãi. Mặc dù gây ra thương tích nặng nề, thế nhưng trong suốt nhiều ngày qua, vợ chồng ông Nhạt vẫn chưa một lần đến để hỏi thăm nạn nhân. Có hai chị giao ông Nhạt thôi đi qua thăm hỏi. Bây giờ bác sĩ chưa cho vô, bác sĩ đang xuống rồi. Tầm tầm đang với lại là nó bị tắm huyết tương, có mua mấy cái tắm bót để chèn dưới cái tấm cánh tay mà nó thấm ấy. Qua giờ từ lúc mổ là chắc cũng thay liên tục, giờ nó thấm đỏ hết rồi. Giờ người ta bó lại rồi để họ cũng tin được là kia ra. Một tay thì bó bầu, còn một tay thì chỉ quắn thôi. Thì mình mong muốn là pháp luật thì chỉ đánh là nên mong phải. Thưa quý vị, với hành vi côn đồ liên tiếp gây ra thương tích cho nam shipper, vợ chồng Thượng Đế sẽ phải đối diện với chế tài xử lý như thế nào? Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đây sẽ là sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến dư luận xã hội, vì vậy cần một hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng này. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy nếu nội dung tố cáo của nạn nhân là đúng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà vợ chồng người đàn ông này đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh trọng thương tích của nạn nhân khiến nạn nhân gãy cả hai tay như vậy, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể tiến hành bắt tạm giam bị can về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với trường hợp mà thương tích đến mức nạn nhân bị gãy hai tay thì theo thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Công an về việc là xác định thương tích của nạn nhân thì chắc chắn là tỷ lệ sẽ đến vài chục phần trăm chứ không chỉ là dưới 10%. Bởi vậy trong trường hợp này, kể cả nạn nhân không tố giác mà cơ quan chức năng phát hiện giám định có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên và xác định là hành vi có tính chất côn đồ, thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố hình sự, vẫn xử lý người đàn ông này, và cái mức hình phạt ít nhất là sẽ trong khung là phạt tù từ 2 năm đến 6 năm. Còn thương tích của nạn nhân mà trên 31% thì mức hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. Ở trong vụ việc này, nếu nội dung tố cáo của nam shipper là đúng, là nạn nhân bị gãy tay do hành vi cố ý gây thương tích của người khác, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của đối tượng đã gây thương tích cho nạn nhân. Nếu trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, ví dụ như vùng đầu, vùng mặt chẳng hạn, dẫn đến hậu quả chết người có thể xảy ra, nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời, thì cũng có thể cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội giết người chứ không chỉ là tội cố ý gây thương tích. Bởi vậy, nguyên nhân động cơ sự việc, nhận thức của đối tượng gây án, mục đích gây án và diễn biến hành vi là những yếu tố quan trọng để xác định tội danh, làm cơ sở để quyết định hình phạt theo quy định của pháp luật.
Có thể nói rằng là đây là một cái vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và cho thấy nguy cơ mất an toàn rất cao khi những đối tượng có hành vi côn đồ lại sử dụng những cái hung khí nguy hiểm như vậy. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.